Vua côn tay 150cc của Honda vừa chính thức ra mắt với diện mạo cực ấn tượng, xe có phanh ABS cùng mức giá chỉ 48,2 triệu đồng. Cách đây ít ngày, Honda đã chính thức ra mắt phiên bản nâng cấp cho mẫu xe côn tay RSX150-2024, với màu sơn mới là Matte Ion Blue Metallic. Xe được mở bán tại Malaysia với mức giá 9.798 RM, tương đương 48,2 triệu đồng, tăng 100 RM khoảng 491.000 đồng, so với các phiên bản màu cũ. Ở phiên bản màu mới, Honda RSX150-2024 sử dụng màu xanh từ tính làm chủ đạo, đi cùng các giải họa tiết bóng bằng màu xanh dương, và các chi tiết khác được sử dụng màu đen nhám. Như vậy, RSX150 tại Malaysia hiện có 4 màu, ngoài màu Matte Ion Blue Metallic mới, xe vẫn được bán với các màu Lemon Ice Yellow và Candy Caribbean Blue Sea, cùng với phiên bản Chico Edition là màu xe Durepsan. Trước đó, Honda RSX150-2024 đã ra mắt tại Việt Nam và mới đây nhất là Philippines dưới tên gọi Winner X2024. Xét về giá bán, Winner X2024 tại Việt Nam có giá bán hấp dẫn nhất, sau đó đến Malaysia và cuối cùng là Philippines. Về cơ bản, ngoài khác biệt về màu sắc, Honda Winner X2024, Honda RSX150-2024 tại các thị trường trong khu vực Đông Nam Á không có khác biệt nào đáng kể về thiết kế, trang bị hay động cơ. Mẫu xe côn tay 150cc của Honda vẫn được áp dụng kiểu thiết kế năng động và khí động học lấy cảm hứng từ những mẫu mô tô phân khối lớn cùng thương hiệu Nhật Bản. Trong đó, phần đầu xe tiếp tục sử dụng cụm đèn chiếu sáng dạng LED, mặt đồng hồ kỹ thuật số dạng âm bản dạng hình khối thể thao nhỏ gọn. Các thông số kích thước tổng thể dài rộng cao lần lượt là 2019mm, 727mm, 1088mm. Nâng cấp ở phiên bản 2024 của Winner X chính là bộ ly hợp hỗ trợ và chống trượt hai chiều. Cùng với đó là hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI kết hợp cùng với công nghệ giảm thiểu ma sát như xi lanh lệch tâm. Sự cải tiến vượt bậc của phiên bản mới này còn đến từ việc nâng cấp cuộn dây đánh lửa, giúp nâng cao phản hồi tay ga cùng cảm giác tăng tốc mạnh mẽ hơn. Ngoài ra, Winner X2024 còn được trang bị hệ thống phanh ABS bánh trước trên hai phiên bản Premium và Racing. Ngoài ra, tất cả các phiên bản đều được trang bị hệ thống khóa thông minh, cổng sạc USB loại A ở đầu xe. Về vận hành, Honda Winner X2024 vẫn được trang bị động cơ DOHC150cc. Khối động cơ này cho phép xe đạt công suất tối đa 11,5 kW, 15,4 mã lực tại 9.000 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 13,5 Nm tại 6.500 vòng trên phút.